Quay trở lại trạng thái bình thường mới chưa lâu, sau đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 vào tháng 6 năm 2021, tỉnh Hà Tĩnh lại đối diện với nguy cơ bùng phát đợt dịch mới khi có hàng nghìn lượt người trở về từ vùng dịch. Không chỉ ghi nhận các trường hợp dương tính trong các khu cách ly tập trung, mà nay nhiều trường hợp nhiễm COVID-19 ngoài cộng đồng cũng đã được phát hiện, ghi nhận của phóng viên tại Hà Tĩnh. Ngày 22 tháng 7, Hà Tĩnh ghi nhận một ca nhiễm COVID-19 là công dân xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh trở về từ Bình Dương. Trước đó ngày 18 tháng 7, sau khi từ Đà Nẵng về xã Hương Trà, huyện Hương Khê, một người phụ nữ được cách ly tại nhà. Mấy ngày sau, kết quả xét nghiệm cả hai vợ chồng đều dương tính với SARS-CoV-2. Trong quá trình hướng dẫn đối với bệnh nhân từ cách ly tại nhà, nhưng mà trong việc thực hiện nhiều các cái nội dung này thì bệnh nhân chưa thực hiện tốt cái việc tuân thủ các cái biện pháp cách ly và có cái tiếp xúc gần với người thân trong gia đình, cho nên dẫn đến là lây lan dịch bệnh. Theo thống kê của Sở Y tế Hà Tĩnh, đến nay đã có gần 13.000 người trở về từ vùng dịch, chủ yếu là Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, trong đó có 188 người nhiễm COVID-19. Tuy nhiên từ đầu tháng 8 đến nay, tỉnh Hà Tĩnh đã ghi nhận nhiều ca nhiễm ngoài cộng đồng. Những công dân, những người đi xa về là phải có cái trách nhiệm đối với cộng đồng, đối với bản thân mình, đối với cộng đồng và đối với xã hội, là phải khai báo y tế và phải là có cái sự hướng dẫn của y tế để mình cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà, chứ không được là giấu diếm, trốn tránh để làm lây nhiễm trong cộng đồng. Trước đó, nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, ngày 8 tháng 8, Hà Tĩnh dừng các hoạt động kinh doanh không thiết yếu. Ngày 15 tháng 8, tất cả các nhà hàng, quán ăn uống trên địa bàn không được phép phục vụ tại chỗ, chỉ được bán hàng mang về, đồng thời dừng các hoạt động buôn bán hàng hóa dọc tuyến quốc lộ 1A, nơi có lượng lớn người từ vùng dịch lưu thông qua. Tất nhiên là bọn tôi cũng có trắc trở trong việc làm ăn, nhưng mà theo chỉ thị của thành phố với của tỉnh thì bọn tôi phải chấp hành. Tôi đồng ý với quan điểm đó để mọi cùng với người dân là chống dịch. Tôi cũng yêu cầu cả cái đoàn kiểm tra của thành phố, rồi của các phương xã tăng cường kiểm tra, vừa là kiểm tra để xử lý những trường hợp cố tình không chấp hành, hai là cũng để là kiểm tra thêm việc chấp hành của các cái cơ sở, ba là cũng để là quan tâm động viên, nhắc nhở các cái hộ kinh doanh để phối hợp cùng với cấp ủy chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác phòng chống dịch ở trên địa bàn. Đợt dịch lần này, Hà Tĩnh đã ghi nhận 18 ca nhiễm COVID-19 ngoài cộng đồng, trong đó Cẩm Xuyên có 3 ca, thị xã Hồng Lĩnh 10 ca, huyện Nghi Xuân 5 ca. Nâng tổng số ca nhiễm từ ngày 4 tháng 6 đến nay là 333 ca.